chưa liền nhau nhỉ? Chưa tách hoàn toàn ra. Chưa tách nha. Khớp tân tạo cung hóa N5 bên trái, gai đôi không hoàn toàn N5 bên trái đây này. Đây có những anh bên phải từ nãy là có này, ba đây này, thoái hóa ba bốn đều có cả. Đây đọc là thoái hóa. Thế thì thứ tư là ta lên mạng vậy thôi.